Hey, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh với kênh của mình. Hôm nay thì mình chơi tiếp level 16 của Mikorama nhá. Cái màn này chơi nó cũng không khó, nhưng phải cẩn thận không là rơi xuống sông mất. Bạn nhớ là quay cái vòng này theo một chiều nhất định thôi. Và nhớ luôn là cái cục này này nó có phân ra là tác giả tạo cái này rất là hay, họ tạo ra một cục màu hơi sậm và một cục màu sáng. Đây mình sẽ đi vào cục sậm và nhớ là đi sao vào phần giữa vòng nhé, không quay là sẽ rơi xuống nước. Đấy, xong mình đi sang đây thôi. Đây vẫn là cục màu sậm này và bạn nhớ là quay nó thì để chuyển nhìn đến cục màu sáng thì mình bước vào thôi. Vì cái vòng này cũng khó quay mình đó. Đây cùng màu sáng này, mình đi vào. Và mình quay tiếp xem sang bên đây có bước được sang bên đây không, là phải quay vòng nữa. Đó, quay sang bên đây là bước sang bên đây được. Ok, và tiếp tục quay tiếp. Đấy, bước vào cục màu sậm thôi. Đấy, cục màu sậm thôi. Và quay tiếp. Hình như quay quá mất rồi. Quay lại. Đấy, mình quay quá, mình quay ngược lại mà. Bước sang đây. Và quay tiếp. Quay ra cục màu sáng rồi đây, cục màu sáng đây. Bước vào. Ok, lại quay tiếp. Và đã qua mà rất là nhanh phải không các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo ở các màn tiếp theo. Bye bye.